Đó, giới thiệu với các bạn, đây là cái máy đo khoang. Thì cái chức năng của máy này dùng để đo cái hàm lượng, cái nồng độ đó. Tức là nếu mà một dung dịch nồng độ nó càng cao thì cái độ hấp thụ của nó sẽ càng cao. Mình sẽ đo qua, mình xác định cái độ hấp thu, rồi sau đó mình sẽ suy ra được cái nồng độ của chất tan có trong dung dịch. Ví dụ hôm sau mình sẽ học bài đó là đo nồng độ ADN, thì mình sẽ đo độ hấp thu để mình suy ra nồng độ ADN trong dung dịch. Thì cái máy đo khoang đầu tiên, bước đầu các bạn sẽ là cắm nguồn và bật cái công tắc. Sau đó bật công tắc đèn UV. Rồi. Cái bước chuẩn máy thì cái bước này thầy cô sẽ làm nên mấy bạn cũng không cần phải thực hiện bước này. Bước thứ nhất mấy bạn cần phải làm đó là xem cái tác nhân mình cần đo là gì để chỉnh bước sóng tương ứng. Ví dụ mình đo ADN bước sóng 256 thì các bạn sẽ chỉnh về bước sóng 256 bằng cách như sau. Các bạn sẽ nhìn đây, bạn cái nấm chỉnh tròn này cho cái kim chỉ, cái kim màu đỏ chỉ về số 260. Rồi nếu mấy bạn muốn đo để xác định protein chẳng hạn thì mấy bạn sẽ chỉnh 208 thì mấy bạn tương tự vặn về 208. Ok chưa? Đó là bước đầu tiên mấy bạn sẽ chỉnh bước sóng, đây gọi là chỉnh bước sóng. Rồi sau đó bước tiếp theo mấy bạn sẽ là chuẩn bị một cái cốc đo mẫu chứa mẫu. Thì đây là cái cốc thạch anh. Đây là cốc thạch anh. Thì mấy bạn sẽ sử dụng cốc này. Trước khi đo mẫu vào thì mấy bạn sẽ tráng kỹ bằng cái dung môi đo, tức là mình pha trong nước cấp thì mình sẽ tráng bằng nước cấp tối thiểu là 3 lần ha. Mình cho nước cấp vào tráng 3 lần. Tiếp theo thì mấy bạn sẽ cho mẫu của mình vào. Cho mẫu thì lượng mẫu tối thiểu bạn cần cho vào là khoảng 20 lít, thì mấy bạn sẽ pha cái mẫu ra với cái lượng là 20 lít. Rồi mình sẽ mở nắp, mình cho vào, mấy bạn cho trực tiếp vào luôn. Rồi cho trực tiếp vào. Sau đó bước tiếp theo mấy bạn sẽ sử dụng giấy để lau. Các bạn lưu ý khi mà cầm cái cốc đo khoang này, mấy bạn sẽ cầm ở hai mặt nhám, cầm ở hai mặt nhám. Sau đó mình sẽ lau, quan trọng nhất là lau ở hai mặt trong, lau bên ngoài của hai mặt trong, dùng giấy lau sạch. Rồi khi mà đặt vào thì các bạn sẽ mở cái buồng đo khoang ra, mở nắp buồng đo khoang. Rồi tiếp theo mình sẽ nhìn cái vị trí đèn ở đâu, nhìn vô phía trong sẽ thấy là ví dụ cái máy đo khoang đây là cái vị trí của đèn. Để bạn sẽ đặt cái cốc đo nằm trên cái đường đi của tia sáng sao cho cái mặt trong hướng về phía đèn. Ví dụ các bạn nhìn cái đèn đây thì các bạn sẽ đặt cái cốc đo ở vị trí này sao cho cái bề mặt trong của cái cốc đo khoang hướng về phía đèn. Rồi đặt vào. Sau đó các bạn đậy nắp và đọc cái kết quả trên màn hình ở cái chỉ số là A, tức là độ hấp thu. Rồi đọc con số. Rồi các bạn sẽ ghi cái độ hấp thu về và tính toán.